tuyệt vời vì hàng loạt bộ phim đã qua trên V3 cũng như trên kênh V1. Mở đầu tuyệt phẩm cuộc đời vẫn đẹp sao? Nghe tên phim ta thấy yêu cuộc sống biết bao. Luyến lươn bất hạnh, số phận bị thương, gánh bao nhiêu nợ vẫn thật kiên cường. Có ông vợ bò tên là Lưu Nát, gặp luyến lươn thích luôn cưới luôn. Được tạm biệt cuộc đời vẫn đẹp sao? Ta sang gia đình mình vui bất thình lình. Chuyện kể về nhà toại thành công cúc dành, ngày ngày chờ để cùng đồ rác với nhau. Có hôm bầm bà trong một quán hát, mất tôi 4 triệu rơi cả nhẫn vàng. Có ba cô vợ với cả ba cũng còn thích đi đánh nhau, đánh nhau. Quốc chiến không giới tuyến tuyệt vời, chúng ta tên chung sống bên đồng đội, cùng bảo vệ bản làng trên đơn vị mới. Mong đến với Lam Phương một lần, quanh năm say khướt xong đánh luôn cả vợ. À dề của em, tình yêu của mẹ. Yêu tao đâu còn ông nhân ba người con nghe hiểu. Ông làm lạc đóng quan tài, yêu con nhiều vô kể. Trong món quà của cha. Đặt điên có mùa na con ni vịt tên linh linh thích mưa thật xinh thù linh nga nhóm xì tì bôi mới vào tôi luôn nóng đồng sáng lập vì thứ biệt dược màu xanh nó là nước khoai biệt dược hì đen sau tung thính ngoại tình dù yêu vỡ lắm nguyện ngây thơ mới mộng sừng xong còn anh Lâm ngon dài quên Dương anh đi suốt 8 năm trời quên tình cầm 8 tỷ đến khi trở về mong được mà hàn gắn khó Dương rồi Dương biết lấy ai đây còn anh hiếu anh mến sống tình thương có khu trò biết bao nhiêu chuyện cuốn đến làng trong phố là sẽ được cảm giác như ta về với quê hương đồng lòng bông thích độc thân thôi không ngại cưới chỉ cần lý do có Xuân ca lo bản thân nhất nhưng Huyền rất là ghét Sơn ca từ bên Miến đưa sang bên nơi Phong những hợp đồng có tên là tình ái như tình yêu hoa thật mới tài Đông Huyền Phong Miến